Tử vi về ngày 27 tháng 1 âm lịch Đinh Tị. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 27 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hành thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở phía dưới màn hình để luôn cập nhật những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mà âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 27 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 27 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức ngày 10 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Đinh Tị tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Gia Trung Thủy. Ngày Đinh Tị thuộc hành thổ, khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi và Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Tị lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục. Xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Các tuổi bị xung khắc với ngày là tuổi Kỷ Hợi và tuổi Quý Hợi. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số những thông tin của ngày 27 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 27 tháng 1 năm 2021. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý xung thủy gặp đinh âm hỏa là chính tài, nghĩa là bị thân, khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tý cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới những thất tài không đáng có. Trong ngày còn có kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, những gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận thân, Tý, Thìn của kênh Phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp đinh âm hỏa là thiện ấn,
nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nếu như có được các cơ hội thì các gia chủ tuổi Sửu nên mạnh mẽ tiến tới nắm bắt cơ hội để có những bước thăng tiến lớn hơn. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Dương Mộc gặp đinh âm hỏa là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dần, trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không hề đáng có. Trong ngày có các thần quốc ấn san chiếu, thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Khuyên những gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật là Bát Bảo Tâm Kinh để có thể hóa giải những thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó có thể cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hành thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp đinh âm hỏa là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Mão cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày có hai các thần là Martin và Thái Cực chiếu mệnh đem lại những may mắn cho gia chủ. Martin là tướng bôn ba nên tứ trụ có Mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sao Mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung thì sẽ phải bôn ba. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để có thể đạt được những thành quả đáng mong muốn. Vậy nên, những gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay, tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, kỵ phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh những va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn Dương Thổ gặp đinh âm hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Thìn. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Tuy nhiên vào ngày này, những gia chủ tuổi Thìn lại gặp phải những hung thần như Thiên La Địa Võng hay Kiếp Sát. Thiên La Địa Võng là hung thần chủ về bệnh tật, lao ngục, cho nên bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không được làm những việc liên quan đến pháp luật và cần làm việc thiện để lấy cát hóa hung. Còn Kiếp Sát là hung thần sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu: thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên những gia chủ tuổi Thìn nên sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để có thể hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp đinh âm hỏa là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Tuy nhiên, tuổi Tỵ cũng cần chú ý kính dương chủ về tai họa, thương tật.
nên những gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý những lời mời hay nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong thời điểm này, những người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải những hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc lẫn cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp đinh âm hỏa là kép tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết ở xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh những xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm của gia đình. Trong ngày có các tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một các tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cũng cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hành thông và thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp đinh âm hỏa là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, nếu như có được các cơ hội thì các gia chủ tuổi Mùi hãy nên mạnh mẽ tiến tới, nắm bắt cơ hội để có những bước thăng tiến lớn hơn. Trong ngày còn có Mã Tinh chiếu mệnh. Mã Tinh là tướng bôn ba, nên tứ trụ có Mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sau Mã mà bị hợp thì có cũng như không, còn nếu bị xung sẽ phải bôn ba. Đặc biệt nếu không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp đinh âm hỏa là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, những người tuổi Thân cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Trong ngày còn có Kim Dư là các tinh phú quý đóng mệnh. Trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những gia chủ tuổi Mùi. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần chú ý hung tinh kiếp sát chiếu mệnh. Hung tinh này sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Vậy nên trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giáp khai vận, Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn và bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp đinh âm hỏa là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Dậu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh, đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện được tốt đẹp và yên bình. May mắn ngày này có được ba cát thần chiếu mệnh là Văn Xương, Thiên Ất và Thái Cực. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Thiên Ất quý nhân là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Đồng thời, gia chủ nên mang bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hành thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp đinh âm hỏa là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tuất. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung,
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đau đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên những gia chủ tuổi Tuất hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để có thể hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi dương thổ gặp đinh âm hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thần khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Hợi sẽ có được tài lộc. Công việc và sự nghiệp cũng có những tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra những tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Trong ngày có mạn tinh, thiên ất và phúc tinh chiếu mệnh. Đây đều là những cát thần đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Cho nên bản mệnh cần biết nắm bắt các cơ hội, tận dụng được thời cơ, sự trợ giúp của quý nhân để đem lại những thành tích cao trong công việc và xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp. Trong thời điểm này, các gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn và tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 27 tháng 1 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng rằng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn và có thể đưa đến cho quý vị và các bạn những kiến thức về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.